Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sam ngọc nha, hàng mini siêu lụa. Cây này nó cao cao tầm 28 tới 30 nha. Sang ti. Cọc lụa anh chị cô chú so lại thấu keo Mỹ tiếng giúp em nha. Đây, một cặp chân luôn. Chân dài nha. Một em chân dài hàng sam ngọc nha. Đây, lụa cực kỳ đẹp luôn. Lúa thiên nhiên nha. Những chốt sống em có bôi keo hồng đây nha. Đây, mặt chốt sống của cây. Hai chân đây rất dịu dàng. Những chốt sống em có bôi keo đây nha. Đây, lúa nứt nỉ những hoa văn nha. Cọc lúa ôm dừa nha, đu dừa lưng vào nha. Đây, cặp chân dài luôn. Cặp chân cái gan em. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ nha. Một sam ngọc siêu lũa nha, rất duyên dáng luôn.